Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu chiến binh. Và tập trước thì mình đã trải qua một cái đêm đăng máu rất là kinh khủng. Và cũng như cái nơi ở của mình đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi các bạn ơi. Thế nên mình đã tìm cách để nâng cấp lên. Và hiện tại thì mình đang chơi ở phiên bản siêu chiến binh 2.0 nhá. Mình cũng vừa tạo lại thế giới mới để chúng ta có thể bắt đầu lại sinh tồn thôi. Giờ thì mình sẽ lấy một ít cái nguyên liệu cần thiết rồi sau đó tìm một nơi để định cư nhá. Hy vọng lần này thì chúng ta có thể dễ dàng sống sót hơn chứ như lần trước là bị ăn ảnh sắp mặt luôn á. Rồi đầu tiên á thì mình sẽ lại đây và lấy khoảng 3 cái khúc gỗ đi để mình có thể chế tạo một cái bàn crafting nè, và cũng như là làm được một cây cúp để bắt đầu nâng cấp từ từ á nhá. Rồi mình sẽ làm một cái bàn chế tạo, đổi ra một cái que và tạo ra một cái cây cúp luôn thôi. Đây mình sẽ làm một cây cúp bằng gỗ nè, cũng như là một cây rìu luôn đi, tại vì mình còn đúng 3 ván luôn. Rồi giờ thì mình sẽ lấy lại cái bàn chế tạo và tìm một ít đá để mình nâng cấp lên cái dụng cụ đồ đá nhá. Và nhìn trên bản đồ thì hướng bên này có một con quái nè. Để mình qua đây coi đó là con gì mà nó xuất hiện ngay cả ban ngày vậy ta. Cũng có thể là mấy con cá Reaper á, mấy con đó nó nguy hiểm lắm luôn, đúng không? Ủa? Tiêu rồi. Và ở đây nó có cái nhà gì nè, bên đây có 1, 2, 3 bé cừu. Ok, mình sẽ lấy thịt cừu cái nha, để mình có thức ăn nè, cũng như là có thêm len để mình có thể làm được một cái giường và ngủ qua đêm đầu tiên nhá. Ui, cái nhà này đẹp lắm, nhưng mà xuất hiện ở vùng đầm lầy thì không đẹp tí nào hết trơn á. Vùng đầm lầy nhiều quái lắm luôn, đã vậy cạnh bên còn có cái tòa tháp nữa chứ. Hy vọng là quái đừng có tràn qua nhá. Ủa, rồi đường vào đâu? À, đây đường vào đây. Ui, nhà tối thui hả? Ôi, có tầng 2 luôn. Tầng 2 thì có kính nè, mình có thể quan sát xung quanh được. Vậy nếu lên tầng 3 thì sao? Ôi da, cầu thang chóng mặt quá. Tầng 3 thì lại là một cái nơi để mình có thể nhìn ra xung quanh nè. Và chỉ có vậy thôi hả? Nhưng mà ở dưới này nó còn đường nữa. Thôi, giờ mình chưa có đốt á, thế nên chắc mình sẽ không khám phá ở dưới lòng đất đâu. Mình sẽ đi tìm một chỗ nào đó để mình nâng cấp lên dụng cụ đồ đá trước đi. Rồi nếu gặp than thì mình sẽ đào than và làm một ít cây đốt, rồi khám phá dưới cái tòa nhà đó sau nha. Dù sao đó cũng là một nơi khá là lý tưởng để mình có thể sống trong giai đoạn đầu đó. Ở đây có mía nên mình sẽ lấy một ít để có gì mình còn nhân giống và chế tạo ra những quyển sách nữa chứ. Ui, ở đây có than nè. Ý, có than thì xuống lấy luôn. Có đá nữa nên mình sẽ lấy cả than và đá luôn nhá. Mình sẽ lấy khoảng 3 cái cục than đi đó. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu vào việc đào mấy cục đá để mình có thể nâng cấp lên dụng cụ đồ đá nhá. Đây có đá sẵn luôn nè, chỉ cần khoảng 3 cục thôi. Rồi 3 cục. Hay là mình lấy thêm 3 cục nữa đi ta, để có gì mình còn nâng cấp lên cái cây rìu bằng đá luôn, để có gì mình chặt cây cho nó nhanh một xíu á. Rồi giờ thì chắc mình sẽ chặt cây đi để mình có thêm gỗ và nâng cấp dụng cụ lên. Đây có cái cây cạnh nè, mình sẽ chặt một cái đó, chặt một phát cho nó gãy luôn nhá, để mình có thể lấy được que và đây có gỗ nè, đổi ra một ít que trước. Công thức như vậy và đặt bàn chế tạo nâng cấp lên thôi. Để coi nào, ở trong đây chúng ta còn có thể chế tạo được những cái tool Excel này nè. Và từ tool Excel á thì chúng ta có thể chế tạo ra những dụng cụ kết hợp, chẳng hạn như là cúp kết hợp với rìu, hoặc là cúp kết hợp với sẻn, cũng như là rìu kết hợp với sẻn á các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ thử tạo ra một cái cây cúp bằng đá nè. Đó, một cây rìu bằng đá nè. Đó, hai cây này mình sẽ kết hợp lại với nhau, nhưng mà mình cần có thêm khoảng 8 cục đá nữa để mình làm ra một cái bàn chế tạo. Ủa, để làm ra một cái lò nung chứ, để mình nung mấy cái dụng cụ bằng gỗ ra mấy cái essence đó các bạn. Đây, công thức lò nung là như vậy. Và mình sẽ đặt xuống dưới luôn nhá. Đây, mình sẽ thử nung cây cúp này ra đi. Cho cục than vô. Đó, nó bắt đầu tạo ra rồi nè. Ta-da. Được một cái tool Essen. Nhân tiện lửa còn cháy thì mình sẽ nung thịt luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ thử kết hợp hai cái món này. Không biết hư nó có chịu không ta. Ui, hư nó không chịu rồi các bạn ơi. Đây là một cây cúp giống như vậy. Rồi giờ thì cho vào bàn chế tạo nè. Công thức là như vậy. Đó, được nè. Stone packs. Ui, nhìn đã giờ. Hay nha. Wow, giờ mình sẽ thử chặt cây coi nó có nhanh hơn không nhá. Ui, nhưng mà
vậy thì nó không không có sử dụng được cái mod chặt cây rồi. Hơi tiếc nha, phải chi mà dùng được cái mod chặt cây nữa thì hay. Ủa kìa, sao chặt bằng chế tạo chậm vậy? Hình như có gì đó sai sai rồi. Ủa Storm Base, ủa sao đập không được rồi luôn, mới vô chế tạo tào lao rồi. Cái dụng cụ đi đâu kỳ hả? Nó chặt cây thì cũng không hết nguyên một cây, mà đào những chế tạo cũng chậm nữa. Ôi vậy tính ra nó đâu có tốt vô lắm đâu. Vậy nãy giờ là mất công chế tạo à, bó tay luôn á. Thôi tạm thời thì mình sẽ đi xung quanh đây để tìm một cái hang á, để mình khai thác một ít khoáng sản trong giai đoạn đầu nhá. Ủa và cạnh đây có một con Aspid nữa kìa. Mấy con đó có mấy cái tím tím giống đập lắm luôn ấy, nên mình không nên đụng vào hay là lại gần nó đâu. Rồi cạnh đây có quá trời cừu luôn nè. Mình thì có len rồi nên không sợ thức thức đêm đâu các bạn ơi. Ở đây có cái hồ nước à? Hồ nước đâu nào mà tít ở trong cái hốc đá vậy trời. Ô này tiếng bướm nè. Wow, này tiếng bướm cho mình khả năng hồi phục luôn. Xịn nhá. Còn bên kia là ui ông thằng gió. Ui đừng 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 có giỡn ông thằng gió nha. Mấy ông đó hung hăng lắm á, gặp mình là nhiều khi lại thấy chọi gió cho mình, trúng gió chết luôn. À tại đây có than nè, để tranh thủ mình sẽ lấy thêm ít than nữa. Đó, có nguyên một cái khu mỏ than luôn nè. Ui, đâu ra vậy? Ui, giật hết cả mình nè. Trời ơi, hù hoài. Ui, ở cái này nó đào khoáng sản được. Hên quá, nó đào đồ nông chậm nhưng mà nó có thể dùng để đào khoáng sản á các bạn ơi. Như vậy thì mấy cái dụng cụ mình chế ra nó không thực sự là phế đâu. Nó mình có thể sử dụng nó thứ nhất nè để đào khoáng sản để tiết kiệm độ bền của cây cúp. Thứ hai là dùng nó để chặt cây á để tiết kiệm độ bền của cây rìu hơn. Và mình có thể sử dụng một cây thôi, không cần phải mang hai slot trong người á. Nó cũng khá là tiết kiệm cái diện tích trong người. Nhưng mà có điều chế tạo nó hơi khó khăn thôi. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tiếp để tìm cái hang. Đây có phải là cái hang không? Ừ đúng rồi, đây là cái hang nè. Ở đây có bò, thịt bò luôn. Ủa? Không không không, đây là bò quái vật. Ồ, bò vừa có một con quỷ trong người và vừa có một con tử thần luôn. Ui, nguy hiểm vậy. Thảo nào mình thấy mấy bò đâu ở dưới hang chui ra. Thì ra là vậy. Rồi, giờ mình sẽ chết tạm ít cây đuốc nè. Đó, để mình cầm trên tay nhá, rồi khám phá hang luôn thôi. Giai đoạn đầu á, thì tốt nhất mình nên sắm riêng cho mình một bộ giáp bằng sắt để tăng cái khả năng phòng thủ á, các bạn ơi. Trong cái siêu chiến binh này á, thì mấy con quái vật nó rất là hung hãn luôn, nhiều khi nó lại tấn công mình cả ban ngày á, nên cần phải cẩn thận khi mà đi khám phá. Rồi và giờ thì mình sẽ lấy số sắt này. Ủa hồi nãy mình đánh ủa nãy là cái con quỷ xuất con quái vật chứ, con quái vật xuất hiện từ trong cái quặng than á, thì nó có rơi ra hai cái quặng sắt kết hợp với năm hồi nãy là bảy rồi nè. Mình có thể làm được một cái quần, bên đây có một sắt nữa là tám, đủ làm được một cái áo. Ui hơi bị nhiều luôn á, hay là bây giờ mình sẽ đào và đi tìm kim cương luôn ta. Ui lúc đầu này mà có kim cương là khỏe lắm luôn á. Được 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 được, để bây giờ mình coi coi hiện tại thì mình đang tầng thứ 40 rồi, và phía bên này nè có một cái hang, hay là mình đào thẳng xuống phía dưới để mình khám phá hang và tìm thêm khoáng sản, biết đâu được mình đủ may mắn thì có thể tìm được kim cương ngay từ bây giờ thì sao. Ha, được đó nha. Rồi để bây giờ mình sẽ thử đào xuống phía dưới coi coi có đủ may mắn gặp được kim cương không, và khi nào mình gặp cái hang rồi á thì mình sẽ đặt cái lò nung xuống và nung cái số sắt mà mình đang có để tạo ra thứ nhất á là một cái xô để mình có thể vượt qua được những cái hồ lava á, và thứ hai thì mình sẽ làm một cây cúp bằng sắt, tại vì khi mà có cúp sắt thì mình đã có thể đào được kim cương này, vàng và kể cả emerald và một số loại khoáng sản xịn khác nữa. Thế nên mình cần phải tranh thủ đi tìm cái hang đó thôi, để còn đặt là cái lò nung xuống nhá. Ở đây có than mình sẽ khai thác để một hồi mình làm mấy cây đuốc á. Rồi đấy như đây thôi và tiếp tục đi nhá. Ui gần tới hang rồi kìa. Hy vọng xuống dưới hang không có quái. Ui Violet Salamander. Ủa có kẻ diệt rồng ở phía dưới kìa. Có xác long nhân các bạn ơi. Ủa Ủa trong đây chỉ có siêu chiến binh thôi chứ mà đâu ra xác long nhân đây vậy.
Đó đó, các bạn có thấy cái tên nhỏ nhỏ đó không? Đó, Violet Salamander kìa. Nguy căng hẳn nha, giờ mình đang ở tầng thứ 21 rồi nè. Cái này độ khoảng mười mấy tầng nữa thôi là mình... Úi, hừ ơi. Cái kia nó không có tăng độ bền lên các bạn ơi. Nó có độ bền cũng giống như mấy cái dụng cụ bằng đá à. Tưởng đâu nó có thể tăng được độ bền á. Thì chắc mình sẽ... Ui thì chắc mình sẽ sử dụng nó thường xuyên. Và mình lọt xuống một cái hồ rồi nè, hồ nước đó 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 đó, gần gần tới xác lâm nhân rồi. Để mình đào vô trong khúc này coi nó đã dễ dàng đứng hơn, và mình sẽ xuống dưới kiểm tra coi Violet Salamander là người như thế nào nhá. Nhưng có vẻ đây là một cái kẻ hung hăng rồi, mình nghe tiếng tiếng lava mà bị nước dập á. Tạm thời thì mình sẽ đặt cái lò nung xuống trước đi, để mình nung mấy cái sắt ra cái đã. Đây, cho than nè, cho sắt vô. Bàn chế tạo thì mình sẽ đặt ở phía dưới. Rồi, tiếp tục đào xuống dưới coi Violet Salamander là cái gì nhá. Hy vọng là một người bình thường thôi, chứ đừng là quái vật nha trời. Ui. Ui, chưa tới nữa. Gần tới rồi. Kế bên luôn, kế bên luôn. Ui, Violet Salamander là một con quái vật à. Ừ đúng rồi, quái vật lava á bạn ơi. Tắm dưới lava được luôn kìa. Ui, may mà khu đó nhỏ quá, không có chui lên được. Nếu mà chui lên được chắc nó cũng gán tìm đường lên, nó tiêu diệt mình quá. Nghe tiếng nó hơi hơi hung hăng luôn á. Đây, mình sẽ làm một cái cúp sắt trước. Hay là cái xô trước ta? Thôi mình nghĩ làm cái xô trước đi, để có gì lỡ mà con kia quýnh ra lửa, mình còn có cái mà dập lửa chứ. Rồi, đào ra đây để múc một xô nước nè. Giờ thì lấy thêm sắt để làm ra một cây cúp bằng sắt, là có thể bắt đầu đào được vàng cũng như là kim cương rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nãy giờ mình không có kiếm ta, để bây giờ mình sẽ làm thử cho mình một cây kiếm coi có công thức gì không. Wow, có luôn một cây katana. Sức tấn công là 4 thôi, nhưng mà tới 2,2 sức tốc độ tấn công lận, rất là tuyệt. Ui, làm cái gì vậy? Đừng có la nữa. Ui, nó mới hét lên cát các bạn ơi, ghê quá à. Và cái hang tới chưa, nhưng mà nhìn trên bản đồ các bạn có thấy không, quái rất là nhiều, căng thẳng gì trời. Đừng như vậy nha. Ui ui, nước tràn, nước tràn bơi đi. Ê, lấp lại. Ê, ê, ê. Chặn lại cái. Ở đây có redstone nè, để bây giờ mình sẽ thử đào redstone coi coi được bao nhiêu. Được 4. Và sẵn đây chắc mình sẽ farm thêm kinh nghiệm luôn quá, để sắp tới có cái mà mình Hello mấy cưng. Ui, giật hết cả mình à. Ui, bây giờ đi mai là phải chuẩn bị tinh thần sẵn trước các bạn ơi, chứ hù vậy có ngày chắc đứng tim quá. Chưa trở thành siêu chứng binh nữa bị đứng tim chết queo rồi. Gì đâu mà hở cái là hù à. Làm cái áo trước đi, sợ quá rồi. Đây, làm cái áo này tăng sức phòng thủ lên. Lấy lại cái này cũng như là cái bàn chế tạo. Rồi đi tiếp nha. Giật hết cả mình. Sợ ghê luôn á. Không biết giờ mình có đào được tinh thể lava chưa ta? Chưa chưa, để bây giờ mình sẽ đào thử một cái tinh thể lava coi có được chưa nhá. Và bể luôn rồi. Vậy là mình không có đào được tinh thể lava bằng cúp sắt. Ủa, đúng rồi, không đào bằng cúp sắt được các bạn ơi, chắc phải cúp kim cương á. Ổn gì ta. Nhưng mà không sao đâu, để khi nào có kim cương thì mình sẽ quay trở lại đào cũng được. Mấy cái con quái vật ở phía dưới nó đang làm gì mà lava nó gặp nước hay sao ấy, nó bị dập hoài luôn á. Rồi thôi kệ mấy con đó đi, giờ mình sẽ tiếp tục đào thẳng về phía trước thôi. Cắm cây đuốc lên nè, chắc giờ mình phải chế ra một ít cây đuốc nữa quá. Chứ để không thôi mình biết rằng dù chỉ mới với một cây đuốc thôi mình vẫn có thể đi mai được, nhưng mà cái đường đào của mình nó sẽ rất là tối luôn, và khi tối như vậy quái vật nó sẽ xuất hiện. Các bạn cũng hiểu cái gì sẽ xảy ra đối với mình rồi đó, bị quái vật ăn thịt đó nha, nên phải cẩn thận. Mình nghe tiếng quái vật không biết là ở phía trên hay phía dưới nữa. Để tạm thời á thì mình sẽ đào xuống phía dưới nha các bạn, coi coi phía dưới có cái gì mà nó cứ kêu kêu hoài luôn á.
À, thì ra ở dưới này có mấy cái con giống như con ếch vậy đó, nhưng mà con ếch lava. Ui, đồ mà nó rơi ra không không bị đốt luôn. Thịt 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 của con đó. Wow, thịt của nó dùng để chế tạo và thuần phục cái con gì á. Ui, xịn vậy, xịn vậy. Vì là mấy cái con quái vật này có rơi ra cả thịt đó các bạn ơi. Mà mình gặp một cái hang rồi nè. Quá dữ, quá dữ. Có một đống vàng bên kia luôn, nhưng mà mình phải đào một số sắt này trước cái đã, rồi qua đây đào vàng sau. Mình sẽ lắp cái này lại đó, và trèo lên trên coi 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 trong này có cái gì nào. Ui, trên đây có vàng nữa. Ui, con gì á? Ui, con dơi, con dơi. Ui, con dơi thành tinh. Wow, thông thường con dơi trong Minecraft á rất là vô dụng luôn, nó chỉ giúp chúng ta xác định được phương hướng cũng như không xác định được vị trí của cái hang động thôi. Nhưng mà bây giờ á, trong hang còn có cả con dơi thành tinh nữa. May mà hồi nãy mình phản xạ kịp, mình gặp mình quánh trước á. Không thôi thế nào con dơi đó cũng nhào vô ăn thịt hoặc là hút máu mình cho coi á. Nguy hiểm thiệt sự luôn. Ở đây mình sẽ đào mớ than này đi, một xíu mang về mình sẽ sử dụng trong việc nung nướng á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu khai thác sắt nè. Nãy giờ đào được bao nhiêu sắt rồi đây? 20 rồi hả? Chắc bây giờ mình sẽ tranh thủ lúc đang đào sắt đặt cái lò nung xuống nè, đó, để cho nó nung ra. Rồi khi nào mình khai thác hết số này thì số sắt này chắc nó cũng nung xong rồi, và mình có thể chế tạo được vui một bộ giáp sắt luôn. Mới vô mà có một bộ giáp sắt thì ta nói là ha, tuyệt là tuyệt vời, vì nó sẽ giúp mình chống cự được rất là nhiều con quái, dù chỉ chưa phân nửa cái ống giáp thôi. Rồi, và nếu như mình có dư ra thì mình sẽ chế tạo thêm vũ khí. Ú tìm với mấy con này luôn ý. Trời ơi. Chắc mình phải sớm chế tạo vũ khí thôi, chứ vũ khí mình yếu quá. Nó hù mình xong mình giật mình vứt nhầm là thôi xong luôn á. Gì đâu mà ù hoài luôn à, muốn đứng hết cả tim mà. Mấy bạn nào hay giật mình thì cho mình xin lỗi nha, tại vì mấy con này nó chơi trò hù người ta hát đâu mà. Thì cái tình nó không có dấu hiệu nào để nhận biết được nó sắp xuất hiện hết á. Kể cả mình ngồi đứng cái bên như này mà mình còn giật mình á. Thôi, để coi coi nung được bao nhiêu sắt rồi. Tốc độ còn chậm quá ta, để mình làm thêm một cái lò nung nữa nha. Tăng tốc độ lên nào. Đây, một cái lò nung đặt ở trên. Chia than ra bớt đi. Đó, sắt cũng vậy, chia làm đôi ra cho nó nung nhanh nha. Vàng thì một xíu mình đụng sau cũng được. Rồi giờ thì tiếp tục khám phá cái đường. Ây, tiếp tục khám phá cái đường này thôi nào. Ở dưới là lava rồi, biết rồi. Đây có vàng, có sắt. Ơ, tính ra trong hang có nhiều tinh thể lava ghê luôn á. Mới vô hang thôi mà gặp cả đống tinh thể lava luôn nè. Hay á nha. Được thực sự luôn. Khi nào có kim cương thế nào mình cũng phải quay lại cái hang này để đào lava, tinh thể lava mới được á. Không thể nào bỏ được. Rồi đi tiếp cái hang này coi. Ui, đó 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 đó, con ếch nè, nó đó đó. Ui chết, thấy chưa, thấy chưa. Ui, con ếch lava quýnh mình một phát là bị dính hiệu ứng phỏng á. Khi mà bị phỏng thì mình vừa rời khỏi nước sẽ bị tiếp tục mất máu. Nguyên, ui. À, lần này mình chuẩn bị tinh thần trước hơn, đỡ giật mình hơn rồi nè. Đó, thấy chưa, giờ đi mai lúc nào cũng sẵn sàng nghe, tinh thần đối diện với những con quái nó xuất hiện bất ngờ như vậy á, để không hồi giật mình á. Rồi giờ mình sẽ thử đánh đánh con ếch này. Ếch lava nè. Ếch lava, rồi nó rơi ra que quỷ lửa. Không cần xuống Nether chúng ta vẫn có thể farm được que quỷ lửa luôn. Và kim cương. Tuyệt vời, tuyệt vời. Kim cương đây các bạn ơi. Mình sẽ đào cái đường để một xíu, nếu mà đào kim cương mình xuất hiện quái vật mình còn có mà chạy nữa. Cắm đuốc lên cho nó sáng sủa cũng như là an toàn xíu nè. Chặn cái nước này lại để dễ dàng đào hơn, và kiểm tra coi có bao nhiêu viên kim cương ở chỗ này. Wow, 1, 2, 3, 4 nè, 5 viên, nhìn sơ qua là mình thấy 5 viên rồi đó. Dậu to. Viên đầu tiên. Ý, sướng thiệt sự luôn. Để coi được bao nhiêu viên. 2 viên, 3 viên. Với 3 viên là mình có thể làm được một cây cúp nè. Mình sẽ đào thêm 2 viên. Ui.
Ui, quái vật kim cương, quái vật kim cương. Ui, có tổng cộng là 6 viên kim cương. Và nó đưa ra một cái Crystal Shard. Với cái này thì mình có thể chế tạo được cái gì không? Chưa biết công dụng của nó làm gì nữa, nhưng mà mình cứ giữ đi các bạn ơi. 6 viên, coi nào, tính coi, tính coi. Mình có thể làm được một cây cúp bằng kim cương, một cái bàn enchant, và còn dư ra một viên nữa. Giàu to, giàu to. Để bây giờ mình sẽ đào nốt cái đường này, coi 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 được bao nhiêu cái loại khoáng sản khác nữa nhá. Biết đâu được trên này có mớ kim cương nữa thì sao. Coi nào, coi nào. Lapis, được á. Cái này mình có thể dùng nó để enchant. Ủa, đằng kia có heo. Chưa chưa, để xác định vị trí mình lại coi. Không đâu, cái đó quái vật á. Nhìn trong bản đồ đó là dấu màu đỏ mà. Vậy là quái vật heo đó. Nguy hiểm, nguy hiểm nha. Coi coi được bao nhiêu cái Luli nè. Sẽ đào hết về luôn. Tại vì Luli vừa cho mình một ít kinh nghiệm đó, nên mình khá là hết. Rồi, đào tiếp nè. Được tổng cộng là bao nhiêu đây? 27 luôn. Với 5 cái mà ra 27 là hơi bị nhiều á nha. Rồi, đào tiếp một ít vàng. Và cái này nữa. Rồi, đi tiếp khám phá cái ravine này luôn. Lại là kim cương. 4 viên lận. Wow, khởi đầu lại may mắn ghê luôn á. Có vàng nữa nè. Và chắc mình sẽ không đào con số đó đâu các bạn ơi. Nếu mà mình đào á thì sẽ rất là phí. Thay vào đó mình sẽ lưu điểm lại. Đó, mình sẽ đặt một cái điểm ở dưới này. Khi nào mà mình có gia tài, mình sẽ trở lại đây và khai thác hết số đó. Kết hợp với gia tài á thì xác suất mình nhặt được 5 viên, 6 viên và kể cả nhiều hơn số đó nữa. Rất là cao luôn. Thế nên mình sẽ đánh dấu thay vì là đào nhá. Và ở đây nữa. Ui, dầu to rồi các bạn ơi. Bội thu nha. Giờ mình đang bị đói, để mình ăn tạm cái cục thịt bò sống này luôn đi. Nó cho no bụng. Ê, ui, lại trúng mà dê ơi. Ui, lâu gai vậy. Ui, quái vật kim cương, quái vật kim cương. Ui, đừng. Nó mạnh quá. Ui, nó mạnh thiệt sự luôn ý. Ui, suýt nữa ngõm rồi. Ăn miếng thịt này đi. Rồi. Hên thiệt á. Chắc giờ mình sẽ lưu điểm lại các bạn ơi. Đây mình sẽ lưu ở đây là điểm kim cương số 1. Nó lưu màu xanh nè. Ở đây coi coi còn không. Ui, chết rồi, chết rồi. Ui. Chết luôn rồi, bị con quái vật. Cái này giống như hố đen vũ trụ vậy á. Ui. Mất hết rồi. Nhưng mà không sao đâu, giờ mình có thể dịch chuyển lại cái chỗ hồi nãy á. Waystone đây, chỗ điểm này nè. Ui. Cố lên, đánh bại nó. Hên thiệt sự luôn. Ủa? Chưa. Ở đây đáng ra phải có cái ngôi mộ chứ. Coi nào. Ủa, lẽ đồ mình gớt hết xuống lava ta. Ủa, kỳ vậy. chưa nha. Để bây giờ mình sẽ coi em. Không thật, ở đây á có một cái mod sẽ giữ lại đồ của mình. Khi mà mình chết nó sẽ biến thành một cái ngôi mộ á. Mình có thể trở lại và lấy đồ, nhưng mà cái ngôi mộ đó đâu mất tiêu rồi. Để bây giờ mình sẽ đứng ở đây và tìm cách tìm cái chỗ ngôi mộ đó xem như thế nào nha các bạn. Mình vừa tự tử một lần các bạn ơi. Đây, và đây chính là cái ngôi mộ của mình vừa chết nè. Ok vậy ta. Mình thử đào xuống dưới rồi mà không thấy cái chỗ giống vậy á. Ở bên đây có con gì nè. Chắc là mình bị mất đồ luôn rồi các bạn ơi. Nè, cái này là mình lại nè. Đó là lấy lại được đồ này, thấy không? Mà sao con quái vật kia nó hút một phát nó lấy hết đồ mình luôn rồi. Trời ơi, uổng ghê luôn á. Hay, mới vô được 6 viên kim cương cái quái vật nó giết xong nó lấy đồ mình luôn rồi. Uổng ghê á. Thôi kệ, là dù sao đây mình còn một vài viên kim cương nè. Nữa hả? Nữa hả?
Thôi thôi mà, đánh giết. Rồi, mình hiểu rồi, lý do là cho con mốp hồi nãy các bạn ơi. Mỗi lần nó tiêu diệt mình á, nó sẽ làm mình crash game luôn á. Và khi vô lại thì á, nó không có đồ, cũng như là cái đằng kia cũng không có cái xác mình luôn. Thì buồn á chứ. Để bây giờ mình sẽ lấy lại những cái thứ cần thiết như là gỗ nè, và một cây cúp bằng đá nhá, để mình quay trở lại cái hang và lấy lại đồ của mình nha các bạn. Chứ tay cầm xuống dưới là chết với con quái đó. Ui ui, lần này sao lại có cái xác nè, gì hay nha hay. Ui ui, lần này còn xác. Được thiệt sự luôn. Ồ, vậy là lúc lúc có lúc không rồi. Hên quá hên quá. Thôi chắc bây giờ mình sẽ đánh dấu ở đây cái điểm kim cương thứ hai nhá. Rồi trở lại cái chỗ hồi nãy mình nung mấy cái xác ra thôi. Chứ để một hồi mình lạc mất chỗ kia nữa thì uổng. Ê, ê, quái vật son môi nè. Này thì quái vật son môi. Hung hãn định quýnh người ta hay sao ấy. Con gì nữa vậy? Thôi nha, đủ vui rồi nha, đủ vui rồi nha. Đủ vui rồi. Vui vẻ không quạo, vui vẻ không quạo. Mấy con quái này quạo quá à. Thôi thôi thôi, không giỡn nữa đâu. Chạy thôi. Mất đồ đấy giờ vậy là đủ lắm rồi. À, và coi nào. Còn không ta, cái lò nãy mình nung ở đâu trời? À đây đây đây, nhớ rồi. Trên đây nè. Nhớ rồi. Và mình sẽ lấy lại xác. Được bao nhiêu đây? 29 hả? Dư sức làm full set giáp bằng sắt luôn. À, kế tiếp là một cái quần nè, một cái đồ ủng, và cuối cùng là một cái nón. Rồi dư một ít thì mình sẽ làm một cây kiếm katana bằng sắt luôn nè. Đó, vậy thì đánh nha, mạnh hết sảy luôn. 4,75 sức tấn công và 2,2 tốc độ tấn công. Và cây katana này mình có thể vứt đi rồi. À, bên cạnh đó thì mình sẽ chế lại cái cúp bằng sắt á, tại vì hồi nãy mình mất đồ luôn rồi á. Thôi kệ không sao, và nãy giờ mình được một hai ba cái lướt bát, cũng như là bù lại cái số đồ mà mình bị mất hồi nãy rồi nhá. Rồi giờ thì lấy lại đồ nè và đi lên trên thôi các bạn ơi, đi mai gì đủ vui rồi. Và kim cương thì chắc mình sẽ trở lại lấy 3 viên quá à, tại vì mình muốn có được một ít khác nhiệm thạch quá. Mà đi từ từ xuống lấy sao, hôm nay có vẻ không không may mắn. Để không rồi đấy, lấy một hồi chết nữa thì uổng. À, giờ mình sẽ chỉnh sửa lại một vài chỗ ở đây, mình sẽ remove bớt đi, remove remove nè, và đổi tọa độ á, cái này mình sẽ chỉnh cho nó lên cao cao chẳng hạn như là 80, và mình lưu lại và dịch chuyển một cái nó, vậy là mình lên trên được rồi. Và bây giờ thì mình đã có thể loại bỏ luôn cái điểm chết chóc đó. Và tiếp tục đi tìm vài bé cừu á làm cái giường nha các bạn, chứ giờ không có giường thì khó mà sống sót qua đêm lắm. Rồi sẵn tiện có trứng gà lụm luôn. Về có gì làm ha, trứng chiên ăn nhá. Ui, đi một lúc mình gặp con Creeper chơi với cái con quái vật hươu kìa. Ghê quá à, hươu mình không đi 4 chân mà đi 2 chân. Đã vậy chân trước còn mọc ra một cái móng vuốt rất là nhọn nữa. Đằng kia có mấy bé Yeti, đúng không? Mình nhớ không lầm đây là Yeti thì phải đó. Để qua coi mình có thịt được không nhá. Nếu thịt được thì mình có thể lấy được len đó. Mình hết sắt để làm kéo rồi. Rồi, đánh con nhỏ này trước đi, tính gì tính. Đang đói bụng nè, cho anh xin ít len nha, ít len nha Yeti. Có rơi ra không Yeti, mình tấn công không có rơi ra len. Đúng không? Cái này phải Yeti không ta? Gieo à. Không phải Yeti nhé, mấy đó tên gieo các bạn ơi. Ở dưới có nhà bà phù hỉ kìa. Bà được canh gác là nghiêm ngặt từ mấy cái đàn em của bà. Rồi, nơi nào dành cho mình đây? Trời đất thì tối thui à, mà không có giường để ngủ nữa, máu thì không được full. Làm cái này được không? Ui mình bị gì á, mình tự di chuyển luôn nè. Ui ôi ghê quá, ăn thịt cái con quái vật son môi á thì mình sẽ tự di chuyển luôn, rất là đáng sợ. Con Reaper này hỗn xược định tấn công mình hay sao á. Ủa ủa, tưởng đâu gớt xuống cái lộn xuống cái hố nào chết queo rồi chứ. Ai về vẫn còn ở đây, ở đây có bé heo mình sẽ thịt để
lấy một ít thức ăn nhá, là một cây đuốc đi để cho các bạn dễ dàng quan sát hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm đường để đến một cái ngôi làng đi, tại vì mình nghĩ xung quanh đây chắc cũng có làng. Và baby baby creeper, ấy căng vậy. Ui có creeper con nè, dễ thương nhờ. Ui đúng dễ thương luôn á. Nhưng mà thôi, tốt nhất là không nên để cho Reaper nổ, tại vì nó sẽ mất rất là nhiều máu. Rồi, và đây có một bé cừu nè. có lên nha. Hai bé và ba bé luôn. Vừa đủ để chúng ta có thể làm được một cái giường. Quá tuyệt, quá tuyệt. Khỏi phải đối đầu với con quái vật căng thẳng này rồi. Các bạn chế tạo xuống, chế tạo liền một cái giường. Và qua đêm thôi. Ngủ 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 nè. Sợ quá, sợ quá. Rồi, ngủ một giấc cho đã theo nào. Và sáng thức dậy thì mình sẽ lấy lại cái giường bạn chế tạo, mình cũng lấy luôn đi. Và đánh cái con zombie này. Ban ngày là người yếu thế hơn ta rồi. Rồi ra một cái loot bag luôn. Yeah. Hay nha. Và chắc bây giờ mình sẽ tìm đường trở lại cái chòi hồi nãy mà mình mới gặp lúc mới vào thế giới á. Mình nghĩ chỗ đó khá là thích hợp để mình có thể sống tạm thôi. Rồi khi nào mà mình tìm được một nơi bằng phẳng thích hợp hơn để định cư á, thì mình sẽ bắt đầu di dời nơi ở nha. Rồi, giờ thì lấy thêm thức ăn để chút chúng ta có cái mà dằn bụng trong lúc đi khám phá. Giờ thì xác định là vị trí cái đã. Cái chỗ đó ở trên mặt đất, để mình tìm. Đây, trên mặt đất nè. Chỗ của mình đang ở vị trí này. Và cái nhà kia ở hướng bên đây, vậy là mình cần phải rẽ phải một xíu. Rồi, giờ mình sẽ tiến thẳng lại cái chòi bằng gỗ đó nha các bạn. Ui khoan 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 khoan, trên đường đi mình gặp một đàn chó bẹt rê. Chó bẹt rê, bẹt rê, chó bẹt rê này. Ui lần nào gặp cũng cả đàn không vậy? Đã không thích chọc chó rồi mà cứ gặp chó hoài à. Ý, này thì định quýnh mình đã. Rồi mình đã đánh bại cả một đàn chó luôn. Thì hung hăng mà, lần nào gặp mình cũng đòi hé cắn mình á, chạy muốn tuột quần luôn á. Rồi mình đã trở lại cái chòi gỗ ra đây. Giờ thì mình sẽ lên trên á để mình chế tạo cái rương. Rồi sau đó đặt cái rương xuống cất bớt đồ để có gì đi khám phá đỡ phải mất đồ á. Lên tầng 2 nè. À, đặt cái bàn chế tạo xuống, cái lò nung nè, cái giường chắc cũng đặt ngay đây luôn đi. Rồi đặt đây một cái điểm, đó chính là căn cứ tạm thời. Đó, luôn màu xanh cho có vẻ an toàn. Kế tiếp mình sẽ cho vô đây phân nửa số thịt mình đang có để cho nó nung ra. Rồi một xíu mình còn có cái mà ăn khi bị mất máu nữa. Và bên cạnh đó thì mình phải đi ra ngoài đốn vài cái cây để có thêm gỗ và chế tạo một cái rương. Sau khi có rương thì mình sẽ dễ dàng chứa đồ hơn rất là nhiều. Và tốt nhất mấy con quái đừng có ra đây quýnh mình nha. Giờ mình đang rất là yếu luôn á, ra quýnh mình là mình chạy không có kịp đâu đó. Rồi lên trên và chế tạo một cái rương thôi. Đây, một cái rương siêu to luôn. Tạm thời thì cất mấy thứ này vô trong nhá. Rồi cất hết vào trong. Đồ gỗ thì chắc mình sẽ cất đi để khi nào mình cần chế tạo mấy cái dụng cụ đa năng á thì mình sẽ sử dụng nhá. Rồi giờ thì lọc đồ lại cái nè. Coi coi mình sẽ sử dụng cái gì trong chuyến khám phá này ta. Gỗ nè, gỗ nhất định là phải mang nè, một ít than. Rồi Enderpearl thì không cần, và thức ăn nữa thôi, mình chỉ cần nhiêu đây thôi hả. Ừ và chết, hồi nãy quên là mình không có lấy mấy cái sắt thêm ta. Coi coi trong đây có sắt không. Nãy mình gấp lên quá mình không có kịp đào sắt thêm á. Để mình còn chế tạo cái xô nữa, chứ giờ đi khám phá mà không có xô thì hơi bị khó luôn á. Rồi mình đã xuống phía dưới rồi đây. Và đây là một cái công trình khá là nguy hiểm. Ê có bánh kìa. Ồ, ui Skeleton, hello. Skeleton hả, mình có cách để tiêu diệt con này rồi. Đó, lợi dụng cái hàng rào này. Là đây, là đây. Ui dồi trời. Ui con này bắn xuyên hàng rào à. Cứu, ui. Ui nó canh hay thiệt á. Mình vừa lú ra bắn bạc vô đầu mình liền. Ô, hay thiệt á chứ. Rồi giờ kiểm tra nào. Nhiều khi trong đây là có rương ấy. À đằng kia có một con quái vật sông môi. Quái vật sông môi. Này thì sông môi với chúng tôi. Và hướng này không có rương rồi. Hướng này có quái vật mà không có rương ta. Buồn vậy, dưới đây nhiều quái lắm, nhìn trên bản đồ kìa. Với lại mình có nghe một vài tiếng con quái xung quanh đây nữa.
Căng thẳng. Rồi tạm thời hướng này đã xong, giờ mình sẽ rẽ qua hướng có cái bánh nha. Hy vọng rằng bên hướng cái bánh này sẽ có một vài món đồ xịn cho mình. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu mà nó cho mình kim cương á. Có cái rương kìa. Ê, quái vật xong môi màu xanh. Ây dù trời ơi. Ui nó nhanh quá. Chupacabra. Này Chupacabra nè. Và chỗ này thì sao nhiều mấy cái sỏi vậy ta? Sỏi đâu miếng rớt xuống nữa. Rồi lấy tạm trước đi. Ở dưới vẫn còn đường đi. Nhưng mà giờ mình sẽ gạt cái này xuống. Oh, cái này còn có đèn nữa nè. Đèn tắt. Đèn mở. Wow, hay dữ vậy. Còn cái rương này thì sao? Để mình ăn vô cho no bụng nào. Rồi giờ thì kiểm tra cái rương. Dưa hấu lấp lánh. Bánh mì nè, để ăn. Bánh quy lấy theo ăn luôn. Hai cuốn sách, một sách sức mạnh, một sách bảo vệ khỏi vật được bắn. Một ít con cá chín nè, giấy thì lấy cũng được. Nói chung giai đoạn đầu mình gặp cái gì là mình vơ hết thì các bạn ơi. Lại đào luôn cái rương cho nhanh nhá. Rồi và coi coi. Hướng này còn đường không? Nó bị che bởi nước rồi, nhưng mà mình sẽ liều liều mình lặn qua đây coi coi phía bên này có cái gì nào. Mình ưa tò mò lắm á. À, vậy là cái này nó ở phía dưới một cái hồ á, cái hồ vùng đầm lầy. Dưới này còn hang nữa nè. Ui không, cái này không cái hang, cái này là đáy đáy hồ. Đáy hồ nó bự mà mình cứ tưởng cái hang cơ. Thôi thôi, tạm thời thì không xuống dưới đáy hồ mà mình sẽ rẽ xuống cái cầu hang mà dẫn xuống phía tầng thấp hơn á. Mình nghĩ ở phía dưới chắc chắn sẽ có đồ xịn cho mình. Và khi nào cần mấy cái đá phát sáng thì mình sẽ xuống cái công trình này và lấy nhá. Vì nó có sẵn ở dưới này mà. Chưa, bên đây mình thấy con đường nè. Ủa sao dưới này không có đồ ta? Nãy giờ có đúng cái rương có đồ luôn á. Hơi bị ít đó nha, công trình bự mà cho ít đồ quá là hơi keo á. Thôi không nên chê đâu, thế nào hồi nó cũng cho mình đồ xịn mà, cứ thông thả mà khám phá thôi. Hướng này tiếp tục rẽ về bốn hướng. Mình sẽ tiếp tục đi về hướng có cái bánh chắc đi. Hy vọng là đừng có cái gì hù mình nha. Giật mình đó. Coi nào. Lại có bánh. Ê có rương nè. Ơ đằng kia có con zombie cầm kiếm. Zombie chiến đấu không? Chiến đấu này. Mình combo nó chạy không kịp luôn. Rồi trở lại với cái rương thân yêu. Và ta-da, một cây xẻng bằng sắt được enchant. Yay, một cây cuốn sách sắc bén. Một ít con cá. Một ít quả bóng chắc nhờn. Wow, có bóng chắc nhờn luôn. Quá dữ. À quên mất, đập cái rương. Giờ đi khám phá là đập rương luôn các bạn ơi. Không cần phải lướt đâu. Giờ gặp lại đập rương cho nó nhanh. Và kiểm tra, đây là spawner có zombie. Sẽ đạp để tránh trường hợp nó xuất hiện. Và đây tiếp tục là một cái rương chứa đồ nè. Sẽ lấy hết luôn. Đồ mình chật quá à. Chắc sắp tới mình phải làm một cái ba lô á, để chuyên đi khám phá thôi. Chứ có đồ ít như vậy thì không đã đâu. Phải nhiều kìa. Đi khám phá lướt mới nhiều thứ được. Rồi giờ thì tiếp tục đi về hướng bên này. Hướng bên này lại là một cái spawner của zombie. Của zombie thì dễ quá. Tưởng đâu skeleton mới mệt á. Tại vì skeleton khi mà mình chưa có khiên á thì rất là khó khăn trong việc đánh bại nó. Thế nên mình phải trang bị một cái khiên. Và nó đã rơi ra cho mình cái khiên luôn nè. Hay nha, cầu được ước thấy luôn á. Rồi trong rương này tiếp tục là bóng chắc nhờn. Còn mình lấy được thứ nào có thể stack á thì mình sẽ lấy luôn. À chết, quên mất. Đập cái spawner để cho nó đừng có xuất hiện thêm á. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu lọc đồ lại nè. Giấy có 3 cái mà mình có thể chế tạo nên mình thôi. Mình sẽ cất giấy lại. Được, cất vào đây. Rồi cái tiếp là thuốc hồi phục mình có thể lấy được nè. Lông gà thì không cần, có thể vứt lấy quyển sách. Một lọ thuốc của Amimus. Thuốc hả ta? Chơi thuốc luôn, chơi thử cái lọ thuốc này coi như thế nào. Làm liều nha. Ui, làm liều nha các bạn. Búp. Ui chết. Ui chết rồi bị. À, có sức mạnh nhưng mà lại kèm theo hiệu ứng mù quáng. Ô, cái này không phải hoàn toàn là thuốc độc đâu. Nó vừa có lợi và vừa có hại á. Kiểu như nó đổi cái này để lấy cái kia. Nhưng mà thôi kệ, dù sao mình cũng đã trải nghiệm được một loại thuốc trong cái công trình này rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục trở lại với công việc khám phá. Mà hơi buồn là chỗ này nó không có có đồ xịn ta, chỉ loanh quanh mấy cái món đồ tầm thường à.
chưa món đồ nào gọi là thật sự xịn hết á. Trong khi cái này nó lại to như vậy nè. Không xứng tầm gì trơn. Bên kia hình như có cái ổ nhện hay sao ấy. Thằng này thì không có thấy rương. Ok, giờ mình sẽ khám phá cái hướng mà có cái ổ nhện nè. Coi coi bên kia có cái gì nhá. Trời ơi, nhìn trên bản đồ kìa. Cả một cái ngôi làng quái quái vật hay sao ấy, gì đâu mà đông dữ thằng không biết nữa. Phía dưới này vẫn còn đường. Đằng kia thì không có thấy cái rương nào hết. Còn bên kia vẫn còn đường nữa kìa. Thôi đi, mình băng qua cái đống tờ nhện thế nào cũng bị nhện nó cắn cho chết. Nên rồi qua đây đi. Bên đây thì hình như là cái sảnh chính hay sao nè, có cả một cái khói redstone. Ê, chết rồi, bị lọt rồi, bị lọt rồi. Vứt thịt xin bay ra. Trèo lên, tôi muốn trèo lên. Ok, giờ mình trèo giỏi lắm rồi, nên thoải mái vượt qua. Và đây có một cái dạng pha thuốc nè. Lụm về liền. Ngại gì mà không lụm. Rồi, và cái rương. Nước mắt gas. Sao đồ xịn không vậy trời. Khó xử quá à. Chắc tạm thời mình sẽ đặt ở đây cái điểm đi. Mình sẽ đặt cái điểm này là sảnh chính. Đó, sảnh chính nè, lưu điểm màu đỏ chứng tỏ đây là nơi nguy hiểm. Và qua đây để dọn cái spawner để đừng cho xuất hiện thêm nhện. Ui, đại ca nhện bắn nguyên một quả cầu lửa luôn, rơi ra một cái nón sắt enchant. Và chính con nhện đó đã hại đồng minh của nó rồi. Ui, con nhện con. Ui, có mấy nhện con dễ thương vậy. Và một cái lứt bát mình sẽ lấy về nè. Rồi qua đây đập cái spawner coi, cũng như là lấy cái rương. Trong rương sẽ có đồ hả. Ok, tạm thời thì mình sẽ lấy vài thứ cần thiết thôi. Và chắc bây giờ mình sẽ trang bị vô cho mình cái nón này chậm ống một nè. Và qua đây kiểm tra nốt cái rương rồi mình sẽ trở lên trên thôi, chứ đây một hồi mình cũng đâu có lấy được đồ thêm đâu, vì chặt chặt hết cái ba lô rồi. Ăn cái này rồi vứt ra nè, lấy thêm được một món nữa. Mình sẽ lấy nướng bắt gas đi, tại vì nướng bắt gas rất là quý hiếm. Và lấy thêm một ít cây đuốc nữa. Vứt 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 cái gì đây ta? À đây, vứt vứt cái lọ thuốc bí ẩn đi. Rồi, tạm thời thì mình sẽ khám phá đến đây thôi nhá. Và bây giờ thì mình sẽ trở lên trên. Để không thôi mấy con quái vật này nó quýnh mình mệt xỉu luôn á. Đêm tới rồi, chắc mình sẽ ngủ một giấc tại cái nơi ở mới của mình luôn. Yes, như vậy thì mình đã vượt qua cái đêm này, có thể là đêm thứ hai của mình thôi, nhưng mà khá là ok, đỡ phải bị quái vật tấn công á. Và như vậy trong ngày đầu tiên thì mình đã tìm được một nơi để mình có thể định cư trong thời gian ngắn, và khi nào có được cái nơi ở thích hợp hơn thì mình sẽ bắt đầu di cư nhá. Và ngoài ra mình gặp được khá là nhiều kim cương ở dưới cái khu mỏ luôn, nhưng mà mình bị mất hết 6 viên đầu tiên rồi, hơi xui á, tại vì bị quái vật ăn thịt xong rồi còn lấy đồ nữa. Nhưng mà không sao, từ từ mình sẽ tìm cách để tìm lại số kim cương đó nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.